Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sạc một sản phẩm công nghệ. Khi mà chúng ta không thể kết nối dây sạc với lại cổng sạc của điện thoại của sản phẩm công nghệ. Đây mình sẽ lấy ví dụ là chiếc điện thoại này. Bây giờ mình cần có những dụng cụ như sau. Đây mình cần phải có một cái sạc, cái nguồn điện ra nó phải bằng với cái nguồn điện của sạc chính hãng, một chút băng dính này cách điện, và hai con ốc nhỏ. Bây giờ mình sẽ tháo pin ra. Cách này có thể áp dụng cho tất cả các sản phẩm công nghệ mà sử dụng pin rời. Tiếp theo mình sẽ cắt cái đầu dây của jack cắm đầu ra của jack cắm của sạc. Đây mình đã cắt sẵn. Và mình sẽ sử dụng hai con ốc. Mình sẽ nối dây vào hai dây vào từng con ốc. Khi các bạn cắt cái vỏ dây sạc ra thì có thể nó có nhiều dây, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm tới hai dây thôi, dây màu đỏ và dây màu đen, hoặc là một số dây nó có thể là một số củ sạc nó không có thể là không có hai dây màu này, nhưng mà chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng xem là những dây màu nào thì nó sẽ là dây dương và dây màu nào sẽ là dây âm. Ở đây củ sạc này nó có chỉ có hai dây thôi, và một dây đỏ một dây đen. Vậy thì dây đỏ chắc chắn là dây dương rồi, và dây đen là dây âm. Mình sẽ xác định nhà cái cục pin này có ba cực, có ba cái chân tiếp điện, nhưng mà mình chỉ quan tâm tới hai cực của pin thôi, đó là cực dương và cực âm. Đây mình xác định là cực dương là bên trái, còn cực âm là ở bên phải, còn ở giữa hình như là trung tính. Mình sẽ sử dụng băng dính. Đầu tiên mình sẽ dán vào một nửa nửa băng dính. Đây. Theo mình sẽ đặt con ốc vào. Đây con ốc ở dây màu đỏ là dây dương. Mình sẽ đặt vào cực dương của pin. Và con ốc ở dây màu đen mình sẽ gắn vào cái cực âm của pin. Các bạn dính chặt cái đoạn băng dính còn lại. Khi mà các bạn đặt hai con ốc vào pin để nó mục đích là để nó chạm nối để nó nối cái dây điện vào cái cục pin. Đây, mình đã làm xong.
Và bây giờ chỉ cần cắm cái củ sạc này vào nguồn điện thôi. Rất đơn giản phải không ạ? Đây có thể gọi là sạc đa năng. Chúc các bạn thành công.